Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Clip hôm nay thì mình sẽ làm clip review chiếc đĩa CD gốc album của chị Nguyễn Phạm Thùy Trang nha các bạn, có tên là Chạy Trốn. Đây là bề mặt sau. Chị này thì đa phần hát tiếng Anh nha các bạn, cũng có một vài bài là tiếng Việt, cũng giống như là ca sĩ Minh Thư. Mình đã review cho các bạn xem. Đây, mình sẽ mở bên trong cho các bạn xem nha. Bơm hệ thiết kế cũng khá là đẹp các bạn. Đây là chiếc đĩa CD. Bơm này chỉ có CD thôi, CD lồng trắng. Các bạn nghe xem nha. Đây là tấm ảnh. Chị này nhìn khá là đẹp các bạn. Đây là lúc những tấm ảnh được tặng kèm ở trong album này. Mặt sau có lyric của những bài nhạc nha. Chị này nhìn cũng khá là xinh đó các bạn. Những tấm ảnh tặng kèm theo cũng khá là ít, không có nhiều cho lắm. Đây, gồm có 14 bài nhạc, đa phần là những sáng tác của chị luôn. Các bạn có thể xem nha. Và rồi, mình cũng đã review xong cho các bạn xem chiếc đĩa CD gốc của chị ca sĩ Nguyễn Phạm Thùy Trang. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha. Các bạn nhớ nhấn vào chuông thông báo để nhận những video sớm nhất từ mình. Chào các bạn.